Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Hôm nay Linh nấu bữa cơm trưa hai món cô chú anh chị. Hôm qua Linh về mẹ Linh á, Linh có hái được hai cái bắp chuối. Bắp chuối này cũng nhỏ nhỏ, hai bắp Linh sắc ra được nhiêu đây nè. Linh bỏ muối với chanh ít quá vậy, sắc ra hồi nó đen thui luôn nè. Để hồi nó chỗ màu đen. Cái này Linh sắc ra sợi chút, Linh đem nấu canh chua. Về mẹ Linh cũng có dăng được ít cá phi nè, cá rô phi á cô chú anh chị. Con cũng vừa vừa ú ú không à. Nay Linh nấu canh chua ăn. Cá này nấu ăn béo lắm, cá nhỏ nhỏ mà nó ú nấu ăn béo lắm. Linh thấy bắp chuối nó ít quá, Linh hái ít rau muống nè. Ít rau muống Linh bỏ chung vô Linh nấu luôn. Rau niêm thì có ngò gai với lá quế. Linh chiên thêm cái món cá rô phi muối chiên này, muối sả ớt Linh chiên. Bây giờ Linh sẽ bắt cái nồi cá lên Linh chiên trước. Linh bắt cái chảo, Linh bỏ ít dầu vô rồi. Bây giờ Linh bỏ cá vô Linh chiên. Chảo này nhỏ, Linh chiên được 4 con. Bên đây Linh bắt cái nồi nước lên, Linh dầm nấu cái giác cho nó mềm nữa, Linh dầm ra. Nãy Linh hái ít cái giác đó, Linh bỏ vô hai cái me non nữa nè. Linh dầm cái giác cái me ra, Linh lấy cái nước chua. Giờ Linh sẽ bỏ cá vô. Linh nấu 5 con cá rô phi. Cho cá chín cho Linh bỏ rau vô. Nồi canh Linh nêm nếm rồi, bây giờ Linh sẽ bỏ rau bắp chuối vô. Bỏ rau muống vô. Nồi canh bắp canh chua bắp chuối của Linh cũng đã chín rồi nè. Linh nêm nếm vừa ăn rồi cô chú anh chị. Giờ Linh sẽ cho ít rau nêm vô, ngò gai với lá quế. Xả với tỏi Linh phi lên bỏ đi cho nó thơm. Rồi nồi canh chua của Linh cũng đã chín rồi nè. Linh sẽ quay qua cái chảo cá chiên. Cá Linh chiên cũng vàng đều hơn mặt rồi cô chú anh chị. Linh sẽ gấp ra cái dĩa đi. Rồi Linh còn hai con, Linh sẽ chiên cho nó xong. Linh cũng chuẩn bị xong của chú anh chị. Bữa nay Linh nấu canh chua cá rô phi với bắp chuối. Chua thì làm me với chí giác. Còn Linh có muối ít cá ăn Linh chiên nè. Có món mặn với món canh đó. Bây giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Đây là cái chén nước mắm trong để chấm cái canh chua. Thank you.
qua Linh về mẹ Linh chơi, thấy được hai cái chuối. Chuối này cũng nhỏ nhưng bự. Mình thích ăn canh na chua nấu với ớt chuối này lắm nè, ngon lắm. Chuối thái sợi ăn luôn cái bông này luôn mà nó ngon. Cái bông bình thường ta làm mà muốn chay nó thịt chiên được đó, cái này mình nấu canh chua luôn ăn cái bông nó cũng ngon. Ngon. Nhỏ nhỏ mình ăn béo. Đã béo rồi. Mình ăn thử cá này vừa ăn sáng Linh hết muối nè, Linh mà muối bằng nước mắm cũng vừa ăn được không chị? Mở sa tế mà nó cay. Sáng này à, vô mẹ Linh mới vớt cá đó, Linh mới vớt cá lại, cá nhỏ nhỏ, nó uống nó ngon. Trời ơi, ui mà nó hẳn hết rồi. Thank you.
kèm dùng những cành. Nấu cái giác này cái hậu chua của nó chịu ngon lắm. Chua nhẹ mình nấu nó ngon chứ không phải chua như me. Ngon quá, tính ăn nữa mà no quá, đi làm chén cơm mà no đó. Video Linh Nga chia sẻ bữa ăn trưa đến đây cũng xin khép lại. Cô chú anh chị xem video của Linh Nga, thấy thích thì like một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh Nga. Cô chú anh chị ơi, video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.